Sau Ngài quy y vào đạo, khoảng thượng tuần tháng 8 năm 1939, tôi thường lui tới tổ đình để học hỏi đạo lý. Một hôm, Đức Thầy chuẩn bị nghỉ trưa, tôi đứng kế bên hỏi: Thưa Thầy, thánh nhân thường mí mình như loài trúc, tượng trưng cho người quân tử, vậy quân tử trước là gì? Xin Thầy giảng dạy. Ông từng là nho sĩ, sao lại hỏi tôi? Dạ, tuy có hiểu, nhưng không sâu bằng Thầy. Vậy để tôi nói cho ông rõ, trước là cái trúc tre ví như người quân tử, vì bên trong ruột của nó trống rỗng, nhưng nhờ có cái mắt nên chịu nổi bao gió giông. Cũng giống như người quân tử nhờ có tiểu nhân mà thành được trang quân tử, vô tiểu nhân bất thành quân tử. Nếu như bụi tre không có gai, dán nhện bao bọc bên ngoài, thì cây tre, trúc ắt bị ngã nghiêng. Khi muốn đốn tre, người ta dọn cho sạch hết dán nhện, nhánh tre gai bên ngoài, rồi mới đốn hạ được cây cần dùng. Tuy nhiên, quân tử cũng có người công, người ngay. Vì vậy, cây nào công thì người ta đốn làm vạt, nhỏ hơn làm hàng rào. Khi mục, người ta lấy đem chụm, nhánh nhóc cũng không bỏ. Cây nào ngay thẳng thì chọn làm cột, kèo, đòn tay, đòn dông. Ngoài ra, còn chế làm cật đương rổ, thúng, nia. Tóm lại, kẻ tiểu nhân để cho người quân tử sai khiến, còn người quân tử luôn phụng sự làm lợi ích cho đời, không ngại gian lao, không phải để ăn trên, ngồi trước, thuật theo lời ông Hương Cả đào thành đô. Tiếp theo là mẫu chuyện cây đòn dông một, quăng bó giết. Ông Cả Đô là một túc nho người làng Tân An, Tân Châu, Châu Đốc. Năm Kỷ Mão 1939, một hôm có người bạn rất thông hiểu về nho học, biết ông vào đạo Phật giáo Hòa Hảo nên hỏi: Nghe anh Cả quy y với thầy Tư Hòa Hảo phải không? Đúng như vậy, anh là người học đạo lý thánh hiền, danh vị cao sang trong xã hội, tuổi tác cũng lớn hơn, sao anh mê tín chạy theo người thanh niên nhỏ tuổi mà còn tôn người ta làm thầy? Anh chưa có dịp chứng kiến nên ngạo mạn nói cứng: Chớ thầy tôi tuy nhỏ tuổi, ít học, nhưng thấu đạt cơ quyền, thông suốt đạo lý. Anh có thể dắt tôi xuống thầy của anh. Nếu tôi hỏi mà ông không trả lời được thì anh tính sao? Nếu ngược lại, thầy tôi đáp thông suốt, anh nghĩ sao? Lúc đó tôi mới thật sự tin và tâm phục khẩu phục. Mấy hôm sau, hai người bạn tìm xuống Hòa Hảo và diện kiến Đức Thầy, được Ngài tiếp nơi chiếc trường kỷ. Chúng tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì Đức Thầy hỏi trước: Ông Cả Tân An, ví như có người làm nhà đốn tre họ lựa, cây to làm cột cái, rồi nào là cột hàng nhì, hàng ba, xiên, kèo, đòn tay, còn cây nhỏ hơn mà ngay ngắn, họ để làm gì? Tôi suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: Bạch Thầy, chắc họ làm đòn dông mà. Đức Thầy vừa thông cảm và nói: Đúng thế ông Cả. Người bạn ngồi theo dõi cuộc đối đáp của hai thầy trò, tự nhiên đứng dậy chắp hai tay, cúi đầu xá Đức Thầy xin được quy y. Ngài lấy hai tay đỡ lên và nói: Khoan, muốn quy y Phật Pháp, ông nên về nhà quăng bỏ bó giết xuống sông, rồi trở lại đây tôi chứng cho. Cả hai từ giả Đức Thầy ra về, mà lòng càng khâm phục. Tiếp theo là mẫu chuyện cây đòn dông hai. Ngày 12 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy khuyến nông tại Phụng Hiệp, Cần Thơ. Kết thúc buổi diễn thuyết, có vị hòa thượng bước lên xá sau lưng Ngài tại lễ đài. Đức Thầy xoay người xá lại đáp lễ. Vị hòa thượng hỏi: Tôi xá thầy Tư vì có phải lễ chăng? Phải mà chẳng phải. Tôi trên 70 tuổi, còn Ngài mới 20. Vậy cái phải như thế nào? Nhờ giải thích cho tôi được hiểu. Đức Thầy hỏi lại vị hòa thượng: Cái nhà có cây cột cái lớn và cao hơn hết phải không? Phải. Tôi xem ông như cái cột cái đó.
Còn tôi đây có hàng vạn, hàng ngàn con mắt nhắm vào, ví như cây đòn dông đó ông Hòa Thượng à. Hòa Thượng kia bỏ đi xuống, không một lời từ giả. Thuật theo lời ông Trần Hữu Giáp, Hội trưởng Ban trị sự tỉnh Cần Thơ. Tiếp theo là mẫu chuyện cây đòn dông tre. Ông Nguyễn Tấn Bực, còn gọi là Biện Hùng, người xã Phú An, Tân Châu, nay là xã Phú Thọ, Mương Kinh, mua số cây quy cách cất nhà. Tuy nhiên sau khi dựng nhà chuẩn bị gác đòn dông thì được biết số cây này nguyên của một ngôi đình, lấy làm lo lắng. Mai đầu đức thầy ghé thăm, ông trình bày tự sự, thầy cười rồi bảo: ông biện cho người ta ra sau hè lựa đốn cây tre cho thẳng rồi đoạn róc kỹ đem vô, khỏi ngâm nước. Cây đòn giống tre được làm theo ý chỉ của đức thầy. Ngài kêu: này ông biện, lên gác đòn dông cho xong. Ấy thế mà trải 76 năm, từ năm Kỷ Mão 1939 đến năm 2015, cây đòn dông vẫn còn nguyên vẹn, không bị mối mọt hay hư hại theo thời gian, cũng là điều hy hữu. Thuật theo lời Mai Đắng, Hòa Hảo. Tiếp theo là mẫu chuyện đức thầy giảng Tam giáo, Phật, Lão, Nho. Một, tái kiếp. Sau ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, tiếng tâm của Đức Quỳnh giáo chủ vang dội khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Từ làng Tân An, quận Tân Châu, tôi cho người chèo ghe xuôi dòng sông Tiền xuống làng Hòa Hảo, ghé lại nhà ông Cả Từ, vốn là bạn làm làng trong quận, quen biết nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tìm đến gặp người khai đạo. Vừa bước vào nhà tổ đình, người thanh niên tuấn tú bước ra chào hỏi: mừng ông cả Tân An mới tới, mời ông cả ngồi. Tôi ngồi xuống bên cái ghế cạnh trường kỷ đặt giữa nhà khách, thấy bá tánh xa gần tới lui, tôi để mắt theo dõi từ cử chỉ của người. Ngài gợi chuyện sao thấu suốt tâm can của tôi, và như một lời tiên tri về chiến họa. Nhiều bà con tìm đến đây cho rằng tại tôi lên cơn khùng, họ nói thế cũng phải. Tôi nhìn thấy cảnh tan tóc do chiến tranh gây nên, khiến nhiều thấy người gục ngã trước bao cảnh núi sông sương máu. Con lìa cha mẹ, vợ xa chồng, con mất cha, xóm làng hiu quạnh, từ Âu sang Á, trung quy cũng vì miếng mồi danh lợi, đành đoạn nhẫn tâm tàn sát lẫn nhau. Mà không khùng sao được, phải không ông cả? Tới đây thầy tự ứng khẩu ngâm: mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Sấm giảng quỷ nhất, ngâm vừa dứt người nói tiếp: bà con nên biết, đến chừng canh khuya gà gáy, chiến tranh thế giới mới tạm ngưng chứ chưa dứt. Bởi nhân hiếu sát nên phải chịu quả tận tiêu. Vì thế Phật Tổ ra sắc lệnh cho tôi lâm phàm dạy đạo cứu đời, cùng lúc sai hung tinh xuống thế tạo nên mọi thứ dữ, hầu có tận diệt kẻ ác hung bạo tàn. Còn tôi ra cứu người thiện lành, đây chỉ mới là tiểu chiến tranh thế giới mà thôi, để mở đường cho đại chiến tranh thế giới lần ba. Có lẽ bà con biết chuyện phong thần, khi trận Tru Tiên kết thúc, chết có là bao nhiêu đâu, nhưng đến trận Vạn Tiên thì chết ôi thôi vô số kể. Đến đó mới kết thúc đại loạn Mạc Thương Hưng Châu, bước qua một kỷ nguyên nhân đức an lạc trên 800 năm, nay trở lại như đời trụ kiệt. Thầy tư ngâm tiếp bài Thất Ngôn Trường Thiên: khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguân, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Kệ dân ấn khẩu vừa xong, người kết luận: thương chúng sanh lâm nạn nên tôi điên khùng là như vậy. 2.
Tam Giáo Đồng Nguyên. Thầy Tư quay qua nói với tôi, có phải ông cả Tân An tới đây muốn hỏi tôi về lý tâm truyền của Tam Giáo không? Tôi chưa kịp trả lời, thầy Tư nói tiếp, ông cả có lẽ đã biết, từ cổ chí kim, mỗi khi các vị giáo chủ ra đời lập đạo, đều có chủ thuyết riêng của mình. Muốn truyền bá tư tưởng, phải dựa theo không gian và thời gian, cần có ba yếu tố chính. Một, phải được thầy khẩu truyền. Hai, phải được trợ tâm đắc. Ba, sao là thầy tâm truyền? Thế nên trong Tam Giáo, một, Nho Giáo, đạo Nho có trước khi Đức Khổng Trọng Ni, Khổng Tử ra đời, chủ trương lấy tam can ngũ thường làm pháp xử thế, tạo nên bậc hiền nhân quân tử, lấy nhất quán làm chánh tâm. Từ đó phu tử truyền lần xuống Tăng Sâm. Sâm Hồ, Ngô Đạo nhất dĩ quán chi. Tăng Sâm truyền lại cho Khổng Lý, cháu nội Khổng Tử. Khổng Cấp truyền xuống cho Mạnh Kha, thầy Mạnh Tử, truyền lần xuống. Hai, Đạo Lão, giáo chủ đạo tiên là Lão Tử, Lão Đam, lấy hư vô thanh tịnh làm tông, nhưng ít có môn đồ tâm đắc. Buộc Lão Tử phải dùng văn tự ghi lại bộ Đạo Đức Kinh có trên 5.000 lời. Đến trăm năm sau có thầy Trang Chu, tâm đắc viết bộ Trang Tử Nam Hoa Kinh. Từ đó người đời ghép hai ngày lại thành học thuyết Lão Trang. Ba, Đạo Phật. Về không gian, Đạo Phật có từ vô thủy. Tuy nhiên, về thời gian lịch sử, Đạo Phật có từ thời Phật Thích Ca. Ngài là giáo chủ Đạo Phật, lấy vô vi thực tướng lập giáo, chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm làm tâm. Trước khi nhập niết bàn, Ngài truyền tâm pháp tại hội Linh Thú Sơn cho Maha Ca Diếp là sơ tổ thiền tông. Sau Ngài Ca Diếp truyền cho A Nan làm nhị tổ, truyền lần xuống 28 đời, rồi sang qua Đông Độ, Trung Quốc, truyền thêm 5 đời, cộng lại là 33 đời tổ. Như vậy, giáo lý là khẩu truyền, và qua giáo lý thực hành cho đạt đạo là tâm truyền. Đến đây đã trưa, Đức Thầy tạm ngưng, thính chúng giải tán, còn Ngài thì dùng bữa, riêng tôi, từ khi tiếp kiến cho đến khi Đức Thầy nghỉ trưa, tôi như bị pháp định thân, nên ngồi yên như pho tượng. Hồi lâu đi xuống ghe, sau này tôi nhận ra sứ mạng của Thầy cho biết, Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba, chớ mong yến thử ẩm hà, người ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Hay, đến nay gần buổi khoa trạng, minh quân xuất thế khắp tràng hãnh hơi, đến thân dậu cơ trời thấy lộ, hết đạo binh quý cổ diệt kim, gia vô bế hộ im liệm, lập thành mối đạo rõ điềm xưa kia. Thì dân chúng danh bia hậu thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành, diệt tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt nam thành sự phân. Trong Tam Giáo ân cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa, Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ múi dưa hội này. Thiên Lý Ca, Đức Quỳnh Giáo Chủ, thuật theo lời ông cả Đào Thành Đô. Tiếp theo là mẫu chuyện Đạo là gì? Đầu thế kỷ 20, nền kỹ nghệ hóa khoa học thế giới đã tiến triển vượt bậc, các cường quốc nắm tay nhau chinh phục các nước nhược tiểu, chậm tuyến. Nước Việt Nam, Trung Quốc trở thành thuộc địa, thân phận các nước mất chủ quyền bị bóc lột nghiệt ngã. Các sĩ phu anh hùng yêu nước kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lần vắng bóng sau những cuộc đàn áp đẫm máu. Nền nho học suy tàn, nên ít ai theo nghiệp đèn sách để tiến thân làm quan. Trong số đó có thầy Tám Đăng, nản lòng trước cảnh quốc phá gia vong, trước thế sự đảo điên, nên ông có chí nguyện tìm đến vùng Thất Sơn huyền bí, chu du khắp nơi, mong sẽ tìm được nguồn an lạc trong thế giới tâm linh. Tuy nhiên, cuộc sống múi dưa đạm bạc bên tiếng mõ hồi chuông của nhà tu Phật có vơi đi phần nào niềm đau vong bức, nhưng không mấy hài lòng trước cảnh lợi dưỡng gạt lường bá tánh,
của các nhà tu đội lớp. Họ sống phè phỡn tại chùa am, chỉ trông chờ bá tánh dâng tiền hỷ cúng, không chịu tĩnh tâm trao dồi đạo lý. Kinh điển hầu có giải bài đạo lý cho bá tánh thập phương nghe, để tính chúng sớm hoài đầu hướng thiện. Ông đành trở về sớm bún chợ Già Nao làng Mỹ Hội Đông chợ mới, hành nghề đông y thuốc bắc, với danh phận là thầy Tám Đăng. Ông ở giữa các nhà nho đương thời như Hương Lệ Ướng, Nguyễn Thanh Tân và thầy Bảy Lê Văn Tốt. Thuở ấy, trung tuần tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, phía bên kia sông Giàm Nao có cậu Tư Hòa Hảo ra đời, nổi danh xuất khẩu thành thi. Vì vậy thầy Tám Đăng muốn tìm đến thử tài. Thế nhưng lần lựa ngày qua ngày, tuy chỉ cách con sông nhưng vẫn còn khá xa lạ. Làng Mỹ Hội Đông có ông cả mười Lâm Tuấn Vĩ, một giọng đọc trong vùng. Các con theo tân học có trình độ khá. Ngày nọ, khoảng tháng 8 cùng năm 1939, các công tử con cháu ông cả mười gồm bốn thanh niên Đáo, Văn, Chương, Sương muốn tiếp kiến người thanh niên bên bờ sông Tiền, Hòa Hảo. Họ bàn bạc với nhau mượn chiếc ghe lồng hai bổ của cha mình, rồi cho phu chèo cập bến sông nhà thầy Tám Đăng, cử hai người lên nhà Bắc Quyết Năm Văn, Lâm Văn Trung, lên phố gặp thầy Tám hỏi: anh Tám cứ lần lựa sao không chịu đi gặp thầy Tư Hòa Hảo? Tôi chưa có phương tiện, nếu phương tiện có sẵn anh đi không? Đi chớ, nhưng chừng nào? Ngay bây giờ. Thế là thầy Tám Đăng theo hai thanh niên xuống ghe, mọi người thấy mặt đồng cười phấn khích. Năm Văn hỏi: anh Tám có chuẩn bị sẵn đề đài chưa? Để tôi yên tĩnh đôi chút cái đã. Hồi lâu, Bảy Xương Lâm Thế Xương khích: bộ hết cách rồi sao anh Tám? Có chớ, nhưng chờ tới nơi sẽ biết. Chiếc ghe hai chèo lướt nhanh qua sông Giàm Nao, hướng lên sông Tiền đậu cập bến nhà mát của ông cả làng Hòa Hảo. Đoàn người đi lên dẫn đầu là thầy Tám Đăng. Tới nơi thấy khá đông đảo, kẻ xin thuốc, người đến nghe pháp hoặc thử tài không ít người, có tánh hiếu kỳ. Mọi người nhìn thấy thầy Tư đang ngồi bên chiếc trường kỷ như quen biết từ lâu, lên tiếng: thầy Tám mạnh giỏi, đến nay định hỏi gì? Nhờ cậu Tư giải thích cho biết đạo là gì. Như bị hút vào dòng xoáy câu chuyện, khiến thầy Tám không sao cưỡng lại được tư tưởng của mình. Khi nghe cậu Tư trả lời ngay mà không phút giây suy nghĩ: đạo là đường, đường cát, đường phèn đó. Mọi người đi chung và cả những người xung quanh theo dõi câu chuyện đều ngỡ ngàng trước câu trả lời như trêu đùa này. Riêng thầy Tám Đăng vẫn lặng im không hỏi gì thêm. Giới tay lấy cái khăn trắng gắt sẵn trên vai, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cúi đầu chào thầy Tư rồi lui ra đi xuống ghe. Đoàn người lại xuôi dòng Tiền Giang qua sông Giàm Nao. Tới nửa sông, Tám Đáo hỏi: như vậy là ý gì anh Tám? Anh phải giải thích cho chúng tôi hiểu, sao cứ ngồi im lặng hoài vậy? Bấy giờ thầy Tám Đăng bật cười khoan khoái và vỗ tay tán dương: câu đáp hay hết chỗ nói. Nó làm sao ấy? Thầy Tư Hòa Hảo đúng là bậc xuất thế chân tu. Mình cứ y theo lời dẫn dắt của người, tu chắc chắn là đắc đạo. Những năm đi tu, câu nghi vấn của tôi cứ canh cánh bên lòng, vì chưa có nhà sư nào giúp tôi thỏa mãn hết. Nay được thầy Tư khai mở, ôi thật là tuyệt vời, không uổng chuyến đi. Đúng là đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Sấm Giảng quyển 3, thuật theo lời cư sĩ Trường Thanh. Tiếp theo là mẫu chuyện Chân Lý Vô Cùng. Nguyên quán tôi thuộc tỉnh Lỵ Kiến Phong, sau về làng Kiến An, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, An Giang định cư. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, thân mẫu tôi thọ giáo quy theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, và bà nhà khuyên: con lên Hòa Hảo nghe đức thầy giảng đạo lý hay lắm,
Tôi lặng im không trả lời, một phần do dè dặt, một phần muốn tìm hiểu tại chỗ. Đến mùa xuân năm Canh Thìn 1940, tôi cùng người bạn đến viếng tổ đình Phật giáo Hòa Hảo. Lúc đến nơi là 9 giờ, có chừng vài mươi người ở xa đến viếng. Thấy thầy đang chứng minh cho 5 người bán lá Cà Mau xin bỏ rượu và áo phiện. Nơi bàn phía trước, ông Năm Hiệu đang chép bài nguyện cho người mới phát tâm, đồng thời thuật lại các phiên thuyết giáo của Đức Thầy. Sau đó tôi làm quen với ông Cả Đô, Tân An. Cả hai trò chuyện một hồi, chợt ông Đào Thành Đô thấy Ngài đi đến liền hỏi: Thưa, sao bữa nay không thấy Thầy giảng đạo? Vì có bọn lính kính mật thám rình mò. Trả lời xong, Đức Thầy quay lại nằm trên cái ghế bố. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không được nghe Ngài giảng, cứ ý muốn hỏi vài điều, nhưng còn ngại cách xưng hô, phân dân. Vì mình chưa quy y nên không thể gọi là Thầy, có thể gọi là ông Đạo thì đúng hơn. Vì người thường giảng đạo, suy nghĩ như vậy nên tôi bước lại bên cạnh hỏi: Thưa ông, tôi nhìn cuộc đời lắm chuyện dâu bể tan thương, chán nản vô cùng, định lên núi cấm tìm hang sâu nào đó ở tu đến bỏ xác luôn, có nên chăng? Đức Thầy cho biết, chư thần, chư thánh, chư tiên đều lâm phàm độ thế, còn không kịp, còn ai ở trên đó mà tìm lên non núi ở tu? Thưa ông, tôi muốn tu, không biết chân lý đi đến đâu. Đức Thầy ngồi dậy, đứng lên vỗ vai tôi, đáp: Chân lý có một thôi ông ạ. Rồi Ngài đi lại chiếc trường kỷ đặt giữa nhà khách, ngồi vào chiếc ghế thứ năm. Tôi bước theo đứng kế bên hỏi tiếp: Đành rằng chân lý có một, nhưng đi đến đâu là cùng? Bằng sự quả quyết, Ngài nói: Chân lý có một không hai, mà nó không cùng, lý bất nhị. Lúc này nhiều người trách tôi sao hỏi kỳ cục vậy, riêng tôi cảm thấy rất thỏa mãn, nên ngỏ lời: Xin Ngài cho tôi bài thi về suy gẫm có được chăng? Đức Thầy lấy tờ giấy có sẵn trên bàn dài, còn tôi lấy cây viết calo đưa Ngài. Tôi để ý thấy Đức Thầy không suy nghĩ, mà viết liền một mạch bài thi tứ tuyệt. Phong dân kỳ nộ á thiên tầm, nhuệ khí tam tư tán kiên dông, hồ bi thanh sử nê hồng nhạn, tá giả quy điền diễn tự công. Viết xong bài thi, Đức Thầy trao cho tôi nhẹ dặn: Về mượn mấy ông nhà nho bàn xem, và đưa bài quy bảo xem đó mà tu hành. Đây là ngày tôi hoan hỷ nhất trong đời, thuật theo lời ông Lê Minh Đường. Tiếp theo là mẫu chuyện Giả Chân. Một ngày tháng 10 năm 1939, sau ngày khai đạo 5 tháng, bổn đạo đến nghe pháp khá đông, còn ngồi lại nơi khách đường tổ đình Hòa Hảo. Sau thời pháp, kẻ tán dương công đức thuyết pháp diệu kỳ của Đức Thầy, người bàn bạc chuyện đại chiến thế giới thứ hai, về thiên cơ biến chuyển. Có người than thở: Bao giờ nhiều đảng phái, nhiều đạo mọc lên như nấm, ai cũng cho là mình đúng, mình hay, khiến chúng sanh càng thêm mờ mịt, không biết đâu là chân lý, mà tựa nương, sợ e lầm tà giáo. Để giải nghi cho tín đồ, Đức Thầy tới bên họ. Ngài lấy cái đèn ra giải thích: Các ông hãy nhìn, đây là cái đèn hộp dịch, và đây là cái đèn, và đây là cái lồng đèn bốn mặt xung quanh, bốn màu, xanh, đỏ, trắng, vàng. Các ông hãy nhận cho rõ ánh sáng thật của đèn, rồi để cái đèn vào lòng. Bây giờ các ông sẽ thấy gì? Có phải các ông tùy theo chỗ ngồi của mình mà thấy ánh sáng của ngọn đèn là ánh sáng màu kiến mà mình đang ngồi đó chăng? Ngừng lại một chút để mọi người theo dõi, Ngài cho biết tiếp: Cũng như thế đó, chân lý chỉ có một, là ánh sáng chân thật từ cái đèn tỏa ra. Còn sự trông thấy các màu của chúng sanh là tùy theo chủ quan của tự mình hoặc ngoại cảnh chi phối mình mà thôi. Cũng vì không chịu tìm tòi chân lý nên không phân biệt được nẻo tà, đường tà, khiến cho ta phân dân hoặc có khi vì biên kiến mà sanh lòng tranh chấp,
ghen hờn nhau, điều đó thật đáng thương. Giảng giải xong, Đức Thầy ung dung rảo bước, còn thính chúng có mặt như vừa tỉnh giấc say. Thuật theo lời ông Võ Quang Lệ, trích Đạo Pháp Khai Tâm. Tiếp theo là mẫu chuyện Đạo Không Thể Mất. Ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão 1939, mọi nhà rộn rịp chuẩn bị đón xuân, cắt chậu hoa cúc, hoa vạn thọ đặt xung quanh bàn thông thiên trước sân nhà. Chiều hôm đó, tôi và ông Điện Đài Ngô Thành Bá cùng chạy xe đạp lên tổ đình nghe Đức Thầy giảng đạo. Thường ngày cứ chừng khoảng 7 giờ tối thì tín đồ tề tự chật cả trong nhà và ngoài sân rộng chờ nghe Ngài thuyết pháp. Thời bấy giờ rất khí mái phóng thanh, vậy mà mỗi khi Đức Thầy cất giọng, dù ngồi xa hay gần, mọi người đều nghe như nhau, tất cả im lặng không một tiếng ồn ào. Cho đến 9 giờ là kết thúc buổi thuyết pháp, mọi người ra về gần hết, chỉ còn lại một vài tín đồ. Đức Thầy gọi ông Quảng Diệp và ông Biện Đài bắt ghế ra sân ngồi hóng mát. Mọi người ngồi xung quanh trên thềm nhà. Đức Thầy ngồi trên ghế nhìn trời trong sao thỏ. Mùi hương các loài hoa hòa quyện với hương trầm tỏa ra từ bàn thông thiên, khiến mọi người lâng lâng thanh thoát như phủi hết bụi trần. Sau một lúc giảng bài đạo lý, Đức Thầy chỉ tay lên nền trời, chỉ cho mọi người xem điềm trời vừa xuất hiện. Đó là sao Tử Vi. Mọi người biểu lộ lo âu trước sự theo dõi gắt gao của bọn lính kính, mật thám. Hiểu được tâm trạng của tín đồ, Thầy minh định: các ông sợ lắm phải không? Thời kỳ Thầy chuyển pháp độ đời, dẫu cho thực dân pháp và bọn tai sai có độc ác đến đâu, cũng không thể làm hại được đạo. Chừng nào hào quang trên mặt trăng không còn thì mới sợ đạo Thầy mất. Ánh trăng còn chiếu thì đạo Thầy vẫn cứu đời và lan rộng. Ngài xác định tất cả uy quyền hay thế lực đàn áp chỉ là dung phân tưới nước cho đạo tốt thêm. Các ông cứ an tâm hành đạo, đừng lo sợ. Đức Thầy cho biết tiếp: dầu người ta có đưa tôi đi tới đâu cũng là cơ hội tôi đi truyền bá đạo lý. Đến đó không có chi phải lo sợ hết. Đây là bài thơ Đức Thầy cho ông Hương Quảng Diệp. Ngô Tích Nhược Hà Khâm Thử Thử, tầm kim ô diện mục khả tri, bất kiến linh bất kiến hồi quy. Hương bất tuyệt vô nhân đài tuyệt, ngộ bất cấp á kỳ giai tiết. Diệt vô minh nàng chiếu phúc bồn, nhân danh ái từ hương hữu ái. Ngã tiên kiến thân biên hà hải, thậm tích đa dông diệt phi hồ. Cấp thanh quy tóc khải nam mô, nhân vô lược lược hà hữu lược. Khôi khôi dẫm hùng nhân nhi khước, khả nhẫn tâm nhất dục thống bi. Nhạn lý lai nhan thước lai kỳ, thiên tải định thanh hoài thiên định. Chúng tôi cúi đầu mà trải lòng kính thương Đức Tôn Sư vô hạn. Liền đó Đức Thầy tặng cho Hương Quảng Diệp bài thơ dưới đây và dặn về nhờ mấy ông thầy nho bàn thử. Nếu không hiểu hết, chỉ hành bốn câu sau đây cũng đắc đạo. Hơn một lần Ngài nhắc nhở tín đồ, lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao, nấu lọc rành mới biết vàng thao, ai thật tánh, ai người giả đạo. Tiếp theo là mẫu chuyện Sưng Thì Sợp. Mùa xuân năm Canh Thìn 1940, lúc Đức Thầy còn tại tổ đình, ngày kia Đức Thầy dặn dò tôi: sau này có thời gian tôi xa vắng tín đồ rất lâu, không một ai biết được tôi ở đâu, rồi tôi lại trở về tại nhà này. Trong thời gian ấy có nhiều người nổi lên xưng dữ lắm, nào là xưng Phật, Thần, Thánh Tiên, Trăm Quan, đủ hết. Họ lại xưng cả tôi nữa đó ông cả. Nhưng ông cả nhớ, hãy xưng thì nó sợp. Bây giờ tôi chỉ dân dạ nhưng chưa hình dung hết sự kiện sau này. Thực theo lời kể Đức Ông. Tiếp theo đến mẫu chuyện Nên Thương Kẻ Quấy.
Thế nên đạo Phật giáo Hòa Hảo phát triển ngày càng lan rộng khắp lục tỉnh Nam Kỳ, nên có số người kỳ thị. Họ đi tới đâu nói xấu, đến không ai ngờ. Kể cả tìm cách bôi bác, hầu làm cho giảm uy tín. Vì tính chúng nhận ra lẽ thật, nên sớm quay về chánh giáo, khiến cho họ mất nguồn lợi dưỡng lớn lao, bảo sao họ chẳng tức lòng. Thậm chí họ kêu đức danh Đức Thầy và đạo Phật giáo Hòa Hảo ra mắng chửi. Nhóm nhịn chịu không muốn nổi, nên hai tín đồ từ miền Tây tìm lên Sài Gòn, nơi Đức Thầy trú ngụ, bày tỏ sự ấm ức của mình. Thấy hai đồng đạo mới lên, những người lên trước hỏi: "Hai anh lên gặp Thầy để làm gì?" "Nhờ Thầy giải bày sự ấm ức trong lòng." "Chắc mấy anh ở dưới làm sao đó, họ mới mắng chửi đạo mình, chứ khi không mắc gì người ta chửi." Từ trên lầu đi xuống, nghe câu chuyện đối đáp của tín đồ, Đức Thầy cho biết: "Cái lỗi đó tại tôi mở đạo dạy đời, nên người ta ghét mà kiếm chuyện mạ lị, chứ không phải tại hai người này. Tôi nói cho các ông biết, ai cũng là tín đồ, không được húng hiếp nhau như vậy." Nói xong, Ngài quay qua hỏi hai tín đồ mới lên: "Sự việc ra làm sao?" Một trong hai người lược thuật đầu đuôi câu chuyện. Nghe hết sự việc, Đức Thầy khuyên: "Hai ông nên thương người ta. Họ vô phước, chẳng gặp được Thầy, thiếu duyên, không gặp đạo chánh, nên đâu biết tội phước. Còn các ông may mắn hơn họ, nên thương lấy kẻ dại kia không biết đường ngay nẻo thẳng, nên ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, phải chịu khổ đau." Nghe lời giảng dạy của Đức Thầy, hai đồng đạo thấy lòng mát mẻ, vui vẻ ra về. Mọi người có mặt nhận ra bài học về tính bình đẳng và được Đức Thầy giáo hóa về tấm gương đại từ này, sẽ giúp người tu tiến xa hơn trên bước đường tu thân lập hạnh, thuật theo lời ông Võ Như Sanh. Tiếp theo là đến mẫu chuyện chữa cháy. Vào buổi sáng ngày mùng 2 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy khuyến nông tại làng Vĩnh Trạch. Buổi trưa đến núi Sập, quận Huệ Đức. Nơi đây ban trị sự mời các ban trị sự các xã bạn, Tân Hội, Tân Hiệp cùng đến nghe Đức Thầy thuyết pháp. Thế nhưng cả hai ban trị sự vắng mặt từ lúc đầu. Đức Thầy thuyết pháp hồi lâu, tự nhiên Ngài ngưng lại, lấy ly nước mát để trên bục, hất thật mạnh ra ngoài rồi nói: "Sao chợ Tân Hiệp cháy dữ quá cả?" Nói xong Đức Thầy tiếp tục thuyết giảng. Hồi lâu sau, cả hai ban trị sự mới tới. Ban trị sự núi Sập có ý trách: "Sao các xã bạn tới trễ vậy?" Cả hai cho biết: "Có mấy ông nội về quấy rối, đốt phá để đánh chợ, nhưng bất ngờ có đám mưa dập tắt được quả hoạn, mới tới dự trễ, thật là may mắn hết sức." Lúc này mọi người mới dở lẽ là nhờ có ly nước mát của Đức Thầy tác động nên khống chế cơn quả hoạn, thuật theo lời của ban trị sự Huệ Đức ở núi Sập Thoại Sơn. Tiếp theo là đến mẫu chuyện ly nước trà. Lúc Đức Thầy mới khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo, tôi có hai người bạn làng đương chức cai tổng chơi thân nhau. Một ở tổng Thanh Liêm, Cù Lao Tây, thuộc quận Hồng Ngự, Châu Đốc. Trong đó có ông cai tổng Lê Văn Đượm đã quy y theo đạo. Ngày nọ cả hai gặp nhau, người bạn theo đạo rủ bạn mình xuống làng Hòa Hảo cho biết Đức Thầy. Cả hai đi bằng chiếc cano đến nơi vào nhà, được Ngài tiếp nơi chiếc trường kỷ tại căn nhà khách. Người tín đồ làm cai tổng ngồi trong, người bạn cai tổng khách ngồi ngoài. Đức Thầy rót trà mời khách, nhưng cả hai chưa kịp chạm tay vào, bất ngờ Ngài chụp ly nước trà của ông khách hất ngược ra sau lưng. Thấy vậy, cai tổng bạn lên tiếng bắt lỗi: "Ông là nhà lập giáo, sao thiếu lịch sự đến thế?" Đức Thầy trả lời:
ông thông cảm cho. Tôi dùng ly nước trà của ông để chữa đám cháy cho một nhà dân trên quận của ông, chớ nào tôi kém tế nhị thế đâu. Nhằm xác minh sự việc coi có đúng như lời Đức Thầy nói không, đồng thời cũng muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ. Nếu không có, đây là dịp hiếm có để ông hạ uy tín của ngài. Cả hai xuống cano chạy về Hồng Ngự, nơi có đám cháy. Quả nhiên thấy mọi người đang đứng bàn tán sự việc lạ lùng vừa xảy ra. Ông cai tổng giả vờ tới hỏi: cái gì mà bà con đứng đông đảo ở đây? Lúc nhà vừa bốc cháy, không biết từ đâu có dần mây kéo tới và có đám mưa đổ xuống nên nhà không bị cháy nhiều. Chứng kiến sự việc người tín đồ càng thêm kính phục Đức Thầy hơn. Còn người bạn kia ngạc nhiên nhưng không nói gì. Sau khi trở lại, cả hai đều im lặng. Đức Thầy cũng chẳng hỏi gì thêm. Hồi lâu họ từ giả ra về. Thầy tiễn ra cửa, ngài nói với người tín đồ: tuy vậy chứ bạn ông vẫn không chịu tin đâu. Tôi cùng người bạn ra về, nhưng sự việc trên khiến tâm trí tôi mãi suy tư. Thuật theo lời ông Lê Văn Diệp. Kính thưa quý vị, tiếp theo là mẫu chuyện Mưa Trà. Ông giáo sư Yến, con rể ông Ba Phổ ở Tầm Bót, Long Xuyên, quy y vào đạo từ năm 1939. Năm 1990, ông đã 90 tuổi nhưng vẫn hành đạo chuyên cần. Chúng tôi hữu duyên nghe ông kể lại câu chuyện đã tận mắt chứng kiến nên thành lòng thuật lại. Ông chịu trách nhiệm lời kể của mình. Tôi nghe tin Đức Thầy bị nhà đương quyền thực dân Pháp lưu cư ngài ở nhà ông Ký Giỏi, cựu thư ký soái phủ Nam Kỳ, tại Châu Thành Bạc Liêu. Lòng thương nhớ Đức Thầy không sao chịu được. Dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng tìm đến nơi, được bà Ký tiếp và cho biết ông Ký đã đi Sài Gòn 2 ngày sắp về. Đến chiều ông Ký về tới nhà và có ý mua gói trà hảo hạng để đãi thầy Tư Hòa Hảo. Pha trà xong, ông Ký Giỏi lấy tách trà xưa loại lớn trịnh trọng bưng tới mời Đức Thầy và tôi. Ông nói: tôi vừa đi Sài Gòn có mua về gói trà ngon và hộp bánh, kính mời thầy và ông giáo sư dùng. Đức Thầy gật đầu, bưng tách trà lên. Tôi tưởng ngài uống, bất ngờ thầy bưng tách trà hất mạnh ra ngoài, trong khi ông Ký Giỏi qua bên ghế chưa kịp ngồi xuống. Ngài nói với ông Ký Giỏi: nhờ ông Ký lấy xe đưa tôi và ông giáo sư đi có chút việc. Ông Võ Văn Giỏi lật đật lái xe ra. Đức Thầy và tôi đứng chờ sẵn. Ông Ký hỏi: thầy muốn đi đâu để tôi lái? Ông chạy thẳng ra chỗ cây xăng. Xăng tôi đã đổ đầy rồi. Vừa trả lời, ông Ký lái thẳng đến nơi, dừng xe gần bên đám cháy. Lúc này tuy cuối xuân năm Nhâm Ngọ 1942, nhưng trời bắt đầu oi bức. Mọi người nhìn đám hỏa hoạn đang phần cháy, bất ngờ trên nền trời có đám mây ập tới như mưa sa. Nhờ đám mưa dập tắt được đám cháy, mọi người đứng coi một chuyện lạ thật hy hữu đang bàn tán xôn xao. Trời Bạc Liêu đêm xuống dần. Tôi chứng kiến từ đầu và nghe mọi người tại nơi cháy kể lại mới thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp. Quả là nằm ngoài sự tưởng tượng của con người thế tục. Tuy bản thân tôi là một trí thức theo Tây học, phải bóp trán suy tư. Thuật theo lời giáo sư Yến, Long Xuyên. Tiếp theo mẫu chuyện Chung Trà Chữa Cháy. Vào ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy bị nhà cầm quyền thực dân Pháp an trí tại tỉnh Bạc Liêu và nương ngụ nhà tôi. Bấy giờ bà Ký là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tuy thời gian ở đây chưa bao lâu, nhưng thần cách của ngài khiến tôi kính nể. Ngày nọ tôi lên Sài Gòn mua về loại trà hảo hạng nên có suy nghĩ: có trà quý thì phải đãi khách quý, mà thầy Tư hiện ở nhà mình được coi là thượng khách. Một buổi nọ, tôi tự tay rửa ly tách và nấu nước chăm trà. Thay vì để người làm, để vào bộ kỹ trà,
Sẵn có giáo sư Yến từ Long Xuyên xuống thăm thầy, nên tôi lên tiếng. Bà Ký ơi, tôi nhờ bà vô mời thầy của bà ra dùng trà với giáo sư. Được lời mời, đức thầy đi ra ngay bàn. Ông Ký cho mời tôi. Dạ, tôi mời ngài uống. Hai tay tôi dâng tách trà. Thầy đưa tay đón nhận và nói, ông Ký cũng ngồi xuống. Hẳn có dụng tâm độ ông Ký. Khi nhận tách trà, ngài trầm ngâm, bỗng nhiên hất tách trà ra sân trước sự việc tưởng chừng có vẻ lạ lùng của tôi và giáo sư Yến. Tôi ngạc nhiên hỏi thầy Tư, sao ngài tự nhiên hất bỏ tách trà? Tôi chữa cháy, nghiệm chứng hiện trường. Như có luồng điện chạy khắp người, tôi nhìn ngài trân trân hồi lâu nhờ giải rõ sự việc. Đức thầy cho biết, cách đây độ 1000 thước có kho xăng bốc cháy. Tôi nhờ tách trà của ông nên tưới tắt đám cháy. Đối với người theo Tây học, bằng thế trí biện thông thì không thể tin sự việc dường như không tưởng này, thậm chí còn cho là huyễn hoặc, là phi lý, là đằng khác. Tuy nhiên đối với sự nhiệm màu của Phật Pháp thì trình độ hữu học kia chẳng có gì đáng bàn cãi, mà đây là sự chấn động tâm lý để chuẩn bị cho nguồn sống tâm linh, một hành trình đi vào nội tâm hãn hữu. Thưa ngài, tách trà nhỏ làm sao cứu được đám cháy? Ông Ký lái xe cùng tôi đến hiện trường. Xe chạy được độ 1000 thước vừa lên cầu, mọi người còn đứng bàn tán xôn xao về hiện trạng lạ lùng vừa xảy ra trong cái nắng gai gắt ban chiều. Kho xăng 20.000 lít bốc cháy dữ dội, thế mà chỉ có đám mưa xuống quanh kho xăng đã dập tắt hẳn ngọn lửa quái ác. Thuật theo lời ông Võ Văn Giỏi. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến một chuyện chợ Mỹ Lương có biến. Khoảng trung tuần tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Huỳnh giáo chủ ra đời khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Một hôm Đức Thầy đang thuyết pháp cho tín chúng gần xa, giọng trầm ấm khiến người nghe quên bao nỗi khổ đau của kiếp nhân sinh. Bỗng nhiên ngài ngưng lại hồi lâu và cho biết, nơi bến chợ Mỹ Lương chiều mai sắp có biến, bà con hãy dời đồ đạc đi chỗ khác mà tránh. Nghe tin ấy, người tin nên dọn đi, còn người thì bán tín bán nghi, không biết cậu Tư nói có thật không, nên để ý sự việc xem thế nào. Quả nhiên hôm sau không biết trọng pháo từ đâu thục lại nổ vang, mọi người vô cùng sợ hãi chạy tán loạn. Kể từ đó, mọi người càng kính tin vào đấng cứu đời nhiều hơn, càng tinh tấn tu hành. Thuật theo lời đồng đạo Trương Như Bình. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện thầy gửi. Ông Nguyễn Chánh Đáng, tức Tư Đáng, sinh năm Kỷ Mùi 1919, được sinh ra và lớn lên tại xã Long Kiến, quận Chợ Mới, Long Xuyên, thuộc vùng đất Định Hòa, bên dòng sông Hậu, trong gia đình nông dân truyền thống. Trước gia đình ông tu theo hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương do Đức Phật Thầy Tây An lập giáo. Bà ngoại ông là bà con cô cậu ruột với ông Đình Tây, một cao đồ trong thập nhị hiền thủ của ngài. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, tiếng tăm ngày một gian xa, nên ông lên Hòa Hảo tìm ngài. Mới biết Đức Thầy dắt số tín đồ đi viếng dùng núi Cấm Thất Sơn lần thứ ba, hai lần tại bãi núi. Tuy lòng mộ đạo, nhưng cũng do hoàn cảnh nghèo khó nên ông phải tha phương kiếm sống. Có lúc sang tận Cao Miên rồi về Nam, lần về xứ gặp lại người bạn ông là ông Tám Sai, chủ tiệm giặt ủi tại chợ Tân Châu, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, được bạn cho biết. Không hiểu sao Đức Thầy nói với tôi về nhà anh và bảo ông về quê nói với Tư Đáng lên cho thầy. Nghe được lời này, nên một ngày vào ngày mùng 9 năm Nhâm Ngũ
1942, ông Tư Đán cùng ông Ba Giảng ở Cù Lao Ba lên Sài Gòn diện kiến Đức Thầy cho thỏa lòng mơ ước. Lúc này Đức Thầy ở căn phố Lầu 148 và 149 đường Lơ Pheo Sài Gòn. Đúng 3 giờ chiều, thấy có khách đến, ông Năm Hiệu ra mở cửa, mới vào, thấy Đức Thầy đang dạy cho ba tín đồ mới quy y vừa ra về. Ông Tư Đán bước tới cúi đầu: "Thưa Thầy, tôi từ dưới miền Tây cùng anh bạn đây mới lên viếng thăm Thầy." Đức Thầy gọi ông Hai Cống: "Chú Hai." Từ trong phòng, ông Hai Cống chạy ra thưa: "Bác Thầy cho gọi. Nhà chú còn rộng không?" "Dạ, nhà còn rộng lắm." "Ở chừng bao nhiêu người nữa?" "Bạch Thầy, chừng 20 người." "Thương Thầy quá ha. Thầy biết nhà chật rồi. Thôi, nhờ chú nuôi Tư Đán giúp Thầy." Đức Thầy vừa chỉ vào ông Tư Đán và nói tiếp: "Từ đây, ông có dịp gần gũi bên Thầy. Ngài dạy, hễ thiệt người thì biết thương người. Ở bên Ngài, ông chứng kiến sự xử thế đối nhân. Tuy nhiên lời dạy bảo của Ngài được ông trân trọng như củ báo và quyết tâm làm tốt hơn. Sau này có điều kiện khấm khá hơn, nhớ lời dạy năm xưa của Thầy, ông và gia đình cùng chung sức với đồng đạo tham gia các công tác từ thiện với bao công trình phúc lợi xã hội đúng như lời dạy của Đức Tôn Sư. Làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, cho đến lúc từ giả cõi đời. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận, hay hơn bạc vàng." Sấm giảng quyển 3, thuật theo lời cô Lữ Thị Thiều, Long Xuyên. Tiếp theo là mẫu chuyện Nghe Phải Biết. Khoảng cuối năm Giáp Thân 1944, Đức Thầy ở văn phòng tại căn nhà số 150 đường Lơ Pheo, Sài Gòn. Có khoảng 20 tín đồ từ lục tỉnh miền Tây lên viếng thăm. Ngài vui vẻ tiếp: "Cảm ơn tất cả bà con ở quê có lòng lên thăm Thầy." Rồi hỏi thăm cuộc sống, việc làm ăn và đạo đức tu hiền. Sau cùng Ngài hỏi: "Tất cả bà con lên thăm tôi có dự tính đem theo tiền xe, tiền ăn là bao nhiêu chăng?" Vừa hỏi, Ngài tới tấm bảng lấy phấn ghi từng người, rồi cộng lại. Con số quá nhiều, xong Đức Thầy dạy: "Bà con đi thăm Thầy lần này, sao đừng đi nữa, hãy để số tiền đó coi đầu trên, xóm dưới, ai nghèo khổ, đói đau, hoạn nạn, mà họ lo không nổi, cần được giúp đỡ, thì nên trợ giúp cho họ qua cơn thắt ngặt. Đó là điều cần thiết, cũng gọi là tác phước thi ân, cũng nhằm hỗ trợ cho đường tu tấn bước." Hồi lâu Ngài hỏi lại: "Nãy giờ tôi nói gì, bà con có nghe được không?" Mọi người đồng đáp: "Thầy nói rất hay." "Hay chỗ nào?" "Chúng tôi không biết." "Đó gọi là mê tín. Đúng hay không cũng chẳng biết, thì làm sao làm cho tốt? Nói hay thì phải hiểu cái hay đó như thế nào, phải hiểu cho được ý nghĩa, thấu đáo, kẻo sau này bị người ta lợi dụng. Đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp." Khuyến thiện, thuật theo lời ông Hai Cần ở Kiến An. Tiếp theo là mẫu chuyện Chăm Chú Nghe Pháp. Mỗi khi đọc lại những dần châu ngọc của Đức Thầy, mỗi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tính thành tất hình dung ra khung cảnh ngày xưa lúc Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, với nhiều cảm xúc dạt dào, miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hạ bút thành thơ đã đề khai. Một buổi chiều mùa xuân năm Canh Thìn 1940, lúc Đức Thầy chưa bị nhà đơn cuộc Pháp dời khỏi làng Hòa Hảo, trong thời thuyết Pháp trước sân tổ đình, Đức Thầy đi tới đi lui, vừa ca tiên, giọng Bắc Hòa Nam, vừa giảng giải đạo lý trong sấm giảng quyển 3. Tiếng trong và thâm trầm của đấng giác ngộ
thức tỉnh sanh linh đang say mộng trần, ai sớm quay về chánh đạo đã làm rung động biết bao linh hồn sâu duyên Phật. Quay về với ánh từ quang bất ngờ, Đức Thầy ngưng đột ngột hỏi thính chúng: nãy giờ tôi đọc tới đâu rồi vậy anh chị em? Khắp đạo tràng lộ thiên đông đảo đều im lặng, không nghe một tiếng động. Lúc này cha tôi lên tiếng: thưa thầy giảng tới đoạn rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Sấm giảng quyển ba. Đức Thầy tươi cười vừa nói với thính chúng: vì nãy giờ chỉ có ông Hương Quảng theo dõi hay sao? Ngài gạn hỏi như thế khiến mọi người như bừng tỉnh cơn say mùi đạo pháp, đồng thời cảnh tỉnh tín đồ khá nên cẩn thận hơn trong việc nghe giáo pháp mà chẳng chú tâm. Thuật theo lời cô Nguyễn Thị Lam. Tiếp theo là mẫu chuyện mở đầu bước pháp nạn. Lời khéo khỏi nạn. Sau ngày Đức Quỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, chẳng bao lâu bọn lính chính tay sai và nhà cầm quyền thực dân pháp kiểm soát rất gắt gao những ai theo đạo cũng như truyền bá giảng kinh của ngài. Lúc bấy giờ chủ quận Chợ Mới là ông Lê Tấn Nẫm phúc trình đến tham biện tỉnh Long Xuyên. Thầy Tư Hòa Hảo mưu đồ quốc sự, có nhiều bài thi tỏ ý chống lại nhà nước lan xa. Ban hội tề các làng tổng xung quanh có lệnh biên tên những người quy theo đạo truyền phát giảng kinh, họ cho nhân viên tới bắt khảo tra tù đại. Bây giờ tại làng Long Điền Chợ Mới có tôi và anh Năm Cống, thấy tình thế khó khăn liền bơi xuồng lên Hòa Hảo. Đức Thầy vừa gặp liền hỏi: có gì không? Ở dưới họ cho biên tên những người theo đạo và bắt bớ phải không? Thưa Thầy, đúng vậy, chúng con biết phải làm sao. Đức Thầy ôn tồn để trấn an tín đồ: hai ông yên tâm, nếu họ đến hỏi thì cứ nói tôi theo đạo ông Tư Hòa Hảo, ông dạy ăn chay làm lành, xu đi thuế đóng. Chúng tôi lấy giấy viết ra ghi lại lời Đức Thầy dạy. Ngài đứng dậy, mặt bừng đỏ, đưa cánh tay ra xòe bàn tay nghiêng dằn xuống nói: không chỉ xu đi thuế đóng như vậy thôi đâu, lặp lại ba lần. Dứt lời Đức Thầy ngồi xuống. Chúng tôi kỉnh xá lễ và từ giả ra về. Hôm sau làng lính tới muốn biên tên vào danh sách những người theo đạo, hai chúng tôi lặp lại lời Ngài đã dạy, họ chết y vào và báo cáo về trên. Trận đó chúng tôi thoát nạn. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Sóc. Tiếp theo là mẫu chuyện mật tinh. Tôi vốn thân quen gia đình của ông chủ quận Tân Châu Nguyễn Văn Lễ, có đôi lần nhờ tôi thỉnh Đức Thầy lên quận đường giảng dạy đạo lý cho vợ mấy nghe, và bà đã quy theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Do đó chiều ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn, 16 tháng 5 năm 1940, sau khi dự họp trên tòa bố ở tỉnh Đường Châu Đốc, về ông quận Lễ cho vợ hay. Sau khi dự họp trên tòa bố ở tỉnh Đường Châu Đốc về, ông quận Lễ cho vợ hay. Nhà nước lan xa quyết định lưu cư thầy Tư Hòa Hảo nội trong ngày 12 tháng 4 này. Bà tìm cách liên hệ tin này cẩn mật. Tôi không thể cứu được thầy Tư nhưng khổ nạn, lần này có cả chủ sở mật thám người Pháp, ông Cò Ba Ye cùng ra tay đó. Người cùng phối hợp chủ quận Chợ Mới Lê Tấn Nẫm. Nghe tin vợ chủ quận Lễ vô cùng lo lắng nên hỏi chồng: ông cho tôi mượn xe hơi đi xuống Hòa Hảo cho mau. Không được, bà làm vậy là lộ bí mật tai họa khôn lường. Thế là bà quận Lễ đi xe ngựa xuống nhà tôi, lúc đó là 6 giờ chiều. Tôi cũng vừa công phu buổi chiều xong. Bà gấp rút kể lại sự việc và bảo: anh Nương Hào cắp tóc báo cho thầy hay tin. Nghe tin dữ, tôi vội lấy xe đạp chạy xuống tổ đình, vào báo cho Đức Thầy mau định liệu cách nào. Ông bà cả vô cùng lo sợ, nhưng Đức Thầy trấn an mọi người có mặt: không có gì phải sợ, không ai làm hại được thầy đâu, anh em cứ an tâm.
Trấn an xong, Đức Thầy ấn khẩu ngâm: muốn lập đạo có câu thành bại, sự truân chuyên của khắp thiền môn. Khắp sáu châu nức tiếng người đồn, ta chịu khổ khổ cho bá tánh. Tiếng gọi đời sông mê hải lánh, chạm lợi quyền dàm có cạnh tranh. Bước gai trong đường đủ sỏi sành, đành tách bước lìa quê hương giả Sa Đéc. Mặc dầu thấy Đức Thầy rất bình tĩnh, nhưng bổn đạo lo cho Thầy phải lụy khổ sát thân. Chiều ngày 10 tháng 4 hôm ấy, các nhân viên mật thám ở Châu Đốc tới lui dòm ngó. Đức Thầy ứng khẩu ngâm hai bài thi tứ tuyệt, tạm ngưng đạo lý. Gặp buổi giang trung tiếng nhộn nhàng, cảm tình đồng đạo sự riêng than. Thầy an nghỉ xác trong đôi bữa, đây cũng trải qua hết nhộn nhàng. Nhộn nhàng già trẻ có lòng lo, mãi chẳng qua ngược gió đòn, đậu lại ít ngày chờ lặng sóng. Tớ thầy sẽ gặp việc hay ho. Hòa hảo ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn, thuật theo lời ông Hương Hào Phỉ. Kính thưa chư quý đồng đạo, tiếp theo là mẫu chuyện đối diện với thế quyền. Sau ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo được 11 tháng, 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy đã thu nạp cả triệu đồ chúng. Nhà đương quyền thực dân Pháp càng e ngại với số quần chúng đông đảo, có thể xảy ra cuộc biến loạn như vụ đạo tưởng Tân Châu, khiến họ càng cảnh giác hơn. Và một ngày Pháp nạn đã đến, ghi đậm nét đến đối với toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cụ thể là Đức Thầy. Ngài đã làm gì nên tội mà bọn người làm tay sai cho ngoại bang, dân giáo với thái độ hống hách, nghinh ngang. Quần chúng xa gần chưa hay tin tức gì, như mọi khi họ lũ lượt tới đây, nhưng không khí có vẻ khác thường. Nơi chiếc trường kỷ tại nhà khách, các ông cả dĩ, chủ cư, trưởng khuynh, quản diệp, biện hùng, tôi ngồi đối diện. Bấy giờ không khí nặng nề bao phủ, đang chờ biến cố trọng đại sắp xảy ra. Đức Thầy nhìn khắp các môn đồ như để xé tan sự ngột ngạt. Ngài nói, hôm nay có việc bất thường xảy ra nơi đây. Các ông là tín đồ lớn, phải hết sức bình tĩnh để bổn đạo Thầy đừng hoang mang. Mọi việc đều do thiên định cả. Xin Thầy cho biết việc gì sắp xảy ra. Chút nữa sẽ biết, đừng vội. Thầy cho các ông rõ, nhà nước Lan Sa không muốn cho mình quy tụ đông đảo như thế này. Nhất là sự có mặt của Thầy, cho nên Thầy viết sẵn bài từ giả bổn đạo khắp nơi trước đây 11 ngày, để bổn đạo yên lòng. Thầy đưa cho ông cả. Khi nào Thầy rời khỏi nơi đây thì phổ biến cho bổn đạo, coi theo đó mà tu hành. Nói vừa dứt lời, đúng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà. Có ba người đi thẳng vào. Người đi đầu mặc bộ đồ tay trắng, mắt mang kính đen, người đẩy đà. Người thứ hai mặc bộ kaki vàng, cũng đeo kiếm đen, và người sau mặc bộ đồ xanh đậm. Chưa bước vô tới nhà, họ đã lên tiếng thị uy. Ở đây ai là đạo sĩ Hòa Hảo? Không có ai là đạo sĩ, mà chỉ có tôi. Tôi muốn hỏi ở đây, ai là người chủ trì truyền đạo? Chính tôi. Xin mời ba ông ngồi. Bây giờ người mặc bộ đồ tay trắng tự giới thiệu: tôi là đốc phủ sứ Lê Tấn Nẫm, chủ quận Chợ Mới. Đây là ông sếp Hiến Chánh sở mật thám quận nhà, thay mặt chánh sở mật thám Ba Gia. Người mặc đồ xanh là ông thư ký quận đường. Đức Thầy lên tiếng hỏi: các ông cho biết mục đích đến đây. Tôi được biết ông lập đạo Phật giáo Hòa Hảo ngót năm nay, thu nhận hàng triệu tín đồ, hầu như mỗi ngày tụ họp cả ngàn quần chúng. Hành động này ông xét có hợp pháp không? Dân chúng nghèo khó, bệnh hoạn lầm than, đau không có tiền, tê
tới nhà thương đều trị bệnh. Là nhà Tô, tôi đâu đành làm ngơ để đồng bào mình vì thế mà chết. Tôi vừa lo thuốc trị bệnh, vừa khuyên họ làm lành lấn dữ, cũng không họp bàn quốc sự, không gây mất trật tự trị an. Chính quyền sở tại cũng biết rõ, thì đâu gọi là bất hợp pháp, thưa ông. Đốc phủ sứ Lê Tấn Nẫm lên giọng: việc ông dùng nước lã, giấy vàng trị bệnh cho dân là dùng tà thuật để gạt người dân lương thiện, có đúng không? Tôi không nhận tiền bạc của đồng bào, cũng không hề lợi dụng họ bất cứ việc gì, sao nói là lường gạt? Vì ông gán là tôi cho họ uống nước lã giấy vàng là tà thuật gì đó, có ý nghĩa thế nào? Nhờ ông chủ quận chỉ rõ. Đức thầy chậm rãi đối đáp, trong khi chủ quận Nẫm tức lồng lộn: tà thuật là những gì không thực tế, mơ hồ, dối mị. Tôi trị bệnh cho đồng bào là quang minh chính đại, trước thanh thiên bạch nhật, không tổn hao nhân mạng. Hiện bệnh nhân còn đây, ông chủ quận cứ tự hỏi họ xem. Theo tôi nghĩ, ông là nhà tu hành thì nên dạy về giáo lý nhà Phật, sao lại nói về đạo làm người nhân đạo? Vì ân đất nước là có ý gì? Con người sanh ra vốn phải có cội nguồn tổ tiên ông bà, nếu không tưởng nhớ đến là tưởng cái gì? Còn ân đất nước theo ông thì thế nào mới là đúng? Đó là nghĩa vụ người dân có trách nhiệm dung bồi non sông gấm dốc của ông cha để lại. Cháu con không được quên cội nguồn quốc gia dân tộc, đó thuộc về bổn phận. Thì tôi dạy tín đồ như thế, sao ông cho không hợp pháp? Nhắm lý luận không lại nên ông Nẫm lớn tiếng: thôi, như vậy là đủ rồi. Liền ra lệnh cho xếp hiến mở cặp lấy ra tờ trác đưa đức thầy, rồi nói: đây, ông đạo đọc đi. Các ông đến đây là để bắt tôi, chứ có gì mà xem. Đây là lệnh của soái phủ Nam Kỳ, ủy nhiệm cho đốc phủ sứ Lê Tấn Nẫm thi hành lệnh cấp. Họ không cho đức thầy thay đồ, chỉ kịp cầm trên tay tờ giấy thuế thân, vội vã theo ra xe. Họ đưa về tỉnh Đường Châu Đốc, 2 giờ sau định đưa xuống tỉnh Long Xuyên, nhưng lại đưa qua tỉnh Sa Đéc, nơi đặt văn phòng chánh sở mật thám Nam Kỳ. Bây giờ tín đồ bàng hoàng ngơ ngác, các tín đồ lớn sao chép bài thơ đức thầy viết trước để lại sẵn: từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tấm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Tỉnh sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, chế dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Nghe sơ lời lão cạn bài, tìm trong não óc gặp ngài bình an. Từ giả bổn đạo khắp nơi, thuật theo lời kể ông Quỳnh Hữu Phỉ. Tiếp theo là mẫu chuyện. Chánh sở mật thám Ba Gia thử đức thầy. Thời ấy khổ chủ nào bị sai vào tay cò Ba Gia, chủ sở mật thám pháp phòng nhì đắp tại Sa Đéc, dù quốc sự phạm hay chánh trị phạm, khó ai chịu đựng nổi sự khảo tra tàn độc. Qua hồ sơ theo dõi, người này học hành gian dở, là thanh niên mới 20 tuổi đời. Ông ta không tin là thầy Tư Hòa Hảo sáng tác nổi mấy quyển sấm giảng, nên đưa ra 4 quyển 1, 2, 3, 4 do mấy tên biệt gian lấy làm bằng chứng hỏi cung: phải ông là tác giả 4 quyển sấm giảng này không? Đức thầy nhìn qua gật đầu đáp: đúng, do tôi sáng tác. Nghe ngài xác định, để chứng kiến hư thực, người xuất khẩu thành thi như lời báo cáo của các cộng sự, bọn diệt gian. Ông ta đưa giấy viết cho ngài và ra chủ đề là hoàn cảnh hiện tại. Chủ sở mật thám Ba Gia nói: nghe nói ông đạo xuất khẩu thành thi thơ, vì ông có thể làm thơ trước mặt cho tôi xem có được không? Đức thầy chấp bút viết ngay bài Sa Đéc. Sự việc diễn ra khá bất ngờ đối với y. Từ trước đến nay, một thanh niên ít học, không sợ uy quyền, khiến ông ta thay đổi thái độ,
nhỏ giọng nói: Do ông Tư quy tụ quần chúng quá đông, để sánh sự lôi thôi có thể xảy ra cho nhà nước lan xa trong công cuộc trị an. Vì vậy nhà nước cấm không cho ông Tư về Hòa Hảo truyền giáo trong ba tỉnh Châu Đốc, An Giang và Sa Đéc. Tùy ông Tư chọn nơi đến, cố tình làm khó. Thời gian này ông Tư cứ ở đây. Nghe có ông Đạo bị bắt, vợ của Cò Ba Dê là người Việt Nam đem trái cây dâng cho Đức Thầy. Các ông đạo trên núi thường dùng trái cây xin mời Thầy. Thế là Đức Thầy được tín đồ giới thiệu và báo cho Cò Ba Dê cho ra ở nhà ông Phán Đặng Sa Đéc, là anh em bạn rể với ông chủ cô. Bây giờ cô Hai Gương đã quy y nên giới thiệu với cậu ruột là Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Kinh Sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ, một nơi vắng vẻ ít người biết tới, cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đức Thầy lại báo cho Cò Ba Dê biết là ở nhà ông Hương Bộ Thạnh, họ đồng ý ngay. Thế nhà đương quyền lan xa, đây là nơi tốt nhất để họ giấu kín Thầy Tư Hòa Hảo. Thế mà bá tánh xa gần bổn đạo hay tin Đức Thầy về đây, thì làng sóng người trên bến dưới thuyền lũ lượt tìm đến đây, ghe xuồng đậu chật cả cây số ngàn, quan cảnh không khác trên Hòa Hảo. Đây là điểm hành hương thứ hai của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhắc lại, lúc còn ở nhà ông Hương Bộ Thạnh Nhân Nghĩa, Đức Thầy có làm đơn về ở nhà ông Hội Đồng Điều Ngô Phong Điều Bạc Liêu theo yêu sách của chúng, nhưng khi thực hiện họ lại không trả lời. Ngài tức cảnh bài thi tứ tuyệt, diệu dợi đàn xa đến Bạc Liêu, thiền môn diễn vẻ quá tiêu điều, bồng lai tại thế non giường sánh, đẹp đẽ cho ta trỗi nhạc thiều, bổn đạo trong chừng chữ Bạc Liêu, cớ sao dành muốn cấm lời diêu, lưng chân bèo dạt thân hành đạo, bị lũ ai vua cá út thiều. Lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu, ngụ nơi gia trạch Hội Đồng Điều, lòng trong chánh phủ cho hay chẳng, khó dễ làm chi chuyện bấy nhiêu. Làng Nhân Nghĩa, lối tháng 6 năm Canh Thìn. Khi đặt bước tới đây, Ngài đã chịu với sự kiểm soát cắt cao của sở cảnh sát tuần hành. Một, không được ở nhà Hội Đồng Điều. Hai, không được tiếp xúc với tín đồ các nơi và quần chúng. Ba, không được thuyết pháp và trị bệnh như ở Nhân Nghĩa. Bốn, mỗi đầu tuần phải tới trình diện tại sở mật thám. Trước những bó buộc khó khăn phi lý, Đức Thầy tức cảnh bài thi đi trình báo. Việc chi mà phải đi trình báo, mỗi tháng bốn kỳ nhọc cản ông, đợi mái quyền cơ xoay đến mức, tính xong cuộc thế lại non bồng. Thứ hai hừng sáng mưa tầm tã, lính đứng ngoài đường dục giả ông, kiếp khách trần gian dai lắm nợ, để đền trọn nghĩa với non sông. Người cười người nhạo bảo ông điên, ông chẳng giận ai cũng chẳng phiền, chỉ tiếc trần gian đùa quá dội, chưa tường điên tục hay điên tiên. Bạc Liêu, ngày 6 tháng 6 năm Tân Tỵ, nhằm ngày 30 tháng 6 năm 1941. Đức Thầy được bà Cò Tào Hảo, Trần Quang Hảo, nhũ danh Phùng Thị Liên, giới thiệu lại bà Triệu Thị Dạng, vợ ông Ký Giỏi, cựu thư ký soái phủ Nam Kỳ. Bây giờ bà Ký đã quy theo Phật giáo Hòa Hảo, đứng ra bảo lãnh cho Đức Thầy ở nhà bà. Nghe được tin này, tín đồ các nơi không quản ngại gian khó đường xa, họ bất chấp những khó khăn của cơ quan mật thám, xét giấy làm khó dễ, giải tán trước cảnh trạng đau lòng này. Để bảo vệ tín đồ và quần chúng có thiện tâm để chia sẻ cùng bá tánh, Đức Thầy gửi ra ngoài bài thi tạm ngưng lý lẽ. Gặp cảnh truân chuyên lắm buộc ràng, cảm tình bổn đạo tiếng riêng than, tạm ngưng lý lẽ trong cơn túng, xin chớ ưu sầu cuộc dở dang. Nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng, lòng ta sao rối rắm cuộc tầm tơ, vì đâu nên nổi hững hờ, với người tha thiết đợi chờ ngoài sông.
Bạc Liêu, ngày 20 tháng 6 năm Tân Tỵ, nhằm ngày 14 tháng 7 năm 1941. Có thể minh định, đây là điểm thứ tư của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tới hành hương.